的闪亮，你每一个小指头，这些没有你的日子，每个小梦游，披星戴月的我，现在只想为你疯狂。OK, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Clip này mình chơi đó là ván hến đi rừng. Thì khi mình vạc ván hến đi rừng thì té mình có cười nhẹ một xíu. Thì không biết đó là cười nhẹ đó là khuyến khích hay là lần cười nhẹ đó là chế nhạo ván hến đi rừng. Thì thôi, dù sao thì cũng mặc kệ. Mình chơi toàn bộ phần của mình là được. Thì ở clip này mình sẽ mang ván hến đi rừng ở mùa 14 và sẽ lên phun phép cho nó nha anh em. Quay, tem đi cướp bùa kìa. À, cái thằng Grak này. Có Grak là ghét cực kỳ anh em ạ. Nó cứ sáng phá bùa thôi à. À, nó lại kéo tiếp. Cào rồi nha. Nhớ đó, Grak nhớ đó. Xíu để trả thù anh em ạ. Phá này thì mình phải bỏ qua con bùa sánh. Mình xuống ăn những con quay nhỏ này anh em ạ, rồi lại ăn con búa xanh này thôi. À, cái thằng này ly nha. Mình phải ping rồi cho đồng đội hỗ trợ nha. Mình cứ tưởng là nó chạy về rồi ai dè nó vẫn kéo tiếp anh em ạ. Rồi pha này thì tém mình lại đống rồi anh em ạ. Ôi vẫn kéo tiếp. Cái thằng này kéo 4 lần rồi nhá, không quá 83 bần cho lần này thì quá 83 bần mất rồi. Bây giờ thì tém mình lại đống rồi thì nó không chắc chắn thì không kéo được nữa nhá. Pha này lên ăn con rồng. Ôi, mấy ông này kéo con rồng ra rồi sao ăn được. Cái Grak anh em ạ, mãi mãi giờ chưa ăn được con búa sánh. Quân tử trả thù đó là 5 phút chưa muộn. Ở clip này mình bật cấu hình đó là lên mắc, thì nếu mà lỡ có láng thì anh em thông cảm cho mình một xíu nhá. Bởi vì thực tế thì máy mình cũng là máy quy bắp. Hứa là thời gian sau sẽ đầu tư con máy xin so hơn, để có thể là livestream anh em tốt hơn, kèm theo đó thì làm clip để có chất lượng tốt nhất. Ở clip này thì mình cũng bật mắc cấu hình. Thì bật mắc cấu hình thì nói chung chơi nhiều khi thì nó vẫn hơi láng anh em ạ. Nên là anh em thông cảm một xíu, đặc biệt là trong những pha combat đấy. Ok, cuối cùng thì cũng có trụ ở đường ta thân rồi. Bây giờ sẽ di chuyển qua đường mịt nhá. Bắt luôn rồi, ôi một củ choáng cực kỳ là tuyệt vời. Pha này thì có mà chạy lên quần. Có cái chiến công đầu dành cho ông binh. Đánh 4 phút rồi, bây giờ mới có cái chiến công đầu anh em ạ. Cũng khá là gắt đấy. Đội hình tém bên địch thì nói chung khá là mạnh. Nhưng mà lại thiếu đó là nguồn sát thương phép. Tém bên mình thì đẹp anh em ạ. Đặc biệt là giai đoạn cuối game thì có thêm quân bài Alice nữa. Nhưng mà tém bên địch thì cũng khá là khó chịu. Eo su đi mịt thì khá là khó chịu. Cấu rỉa từ tâm xá ấy. Bắn luôn. Pha này chơi luôn rồi. Pha này bắn trù chơi luôn. Chạy đấu. Trả thù này. Quấn tử trả thù 10 năm vẫn chưa buồn. Pha này thì mình thấp máu rồi. Bật cái quả cầu bắn sướng lên. Chứ phá đó khá là mạo hiểm. Trù bắn mình thêm một phát nữa là mình bốc hơi ấy. Và cải kết thì mất một quả cầu bắn sương, nhưng mà đổi lại thì có hai màng hạ gục. Với Alice thời điểm hiện tại thì khá là mạnh và khá khó chịu nha. Nên là giai đoạn về lết thì mình không hề sợ đâu. Tém mình về lết cũng khỏe và tém địch về lết thì nói chung cũng ổn. Mình lên đám phép nữa thì bắn siêu phê luôn anh em ạ.
Bên kia thì có hai con đó là khá là trâu bò, đến từ đó là bò tô rô, đến từ đó là giraffe, nên là mình sẽ lấy cho nó món đồ xuyên giáp phép sờ một xíu, đó là cái mặt nạ nhá. Rồi pha này chơi luôn, bắn luôn rồi, bắn này, mất chiêu cuối rồi này, chiêu cuối sử dụng này, đến bảng điểm số bắn luôn con bò anh em ạ, cầu thì đánh lấu cùng chết. Anh em xem đôi lúc có hơi giật một xíu đúng không anh em, bởi vì nói chung máy hơi yếu một xíu. Ok thì chắc có lẽ là những trận sau thì mình chỉnh xuống đó là cấu hình thấp một xíu để đỡ lag hơn. Rồi pha này mình sẽ bắn trụ nhá, eo su tém địch thì vẫn đang còn ngắm bắn, nhưng mà nó ngắm bắn thì mình cứ bắn trụ thôi, nó giật bắn rồi nhá, hết chiêu cuối một phát chết luôn này. Level 10 mà mình lên đám phép này nha anh em, chiêu cuối ván hến lên đám phép thì gọi là cực kỳ là khủng luôn. Rồi phá này chơi luôn, đó là fan đi tém đích này. Anh em xem clip mình cũng biết rồi, đó là một đám phép của mình khi sử dụng chiêu cuối có thể lên đến đó là 10.000, cần cao nhất là mình sử dụng lên đó là lên đến 12.000 đám phép nha anh em. Nếu mà anh em nào chưa xem thì có thể đó là quay trở lại phần video của mình xem là biết. Với bảng ngọc dành cho ván hến thì chắc chắn mình cũng sử dụng bảng ngọc tốc đánh rồi để có thể farm nhanh hơn. Ngọc đỏ sẽ lên cho nó 5 viên tốc đánh, tỷ lệ chỉ mang 5 viên đó là cống phép và xuyên giáo phép. Ngọc tím lên cho ván hến đó là tốc đánh và tốc chạy 10 viên. Còn ngọc xanh đó là tốc đánh và xuyên giáo phép 10 viên luôn. Còn về bộ phù hiệu mình sử dụng bộ phù hiệu đó là má chú nhá. Bộ phù hiệu này thì nổ sát thương cực kỳ là kinh luôn. Rồi pha này thì Fenix tém địch mất cái nẹt điện rồi. Mà mất chiêu 2 rồi thì không có khả năng tiếp cận mình. Kèm theo đó thì không thể đó là hồi chiêu 2 thêm một lần nữa. Và cái kết thì bị mình outplay luôn. Những món đồ mình lên dành cho ván hến theo thiên hướng đám phép. Thì thực tế mình có tốc đánh khá là nhiều rồi, nên là mình sẽ không lên cho nó đó là món đồ theo thiên hướng tốc đánh của món đồ sát thương phép, đó là cái thất tư kiếm, mà mình sẽ lên cho nó những món đồ xuyên giáp hoặc là tường bùng nổ, hoặc là ví dụ thách sách thánh chẳng hạn. Nói chung về lượng đám bây giờ của mình thì gọi là khá là lớn rồi nha anh em. Bây giờ một chiêu cuối của mình có thể kết thúc được một mục tiêu, đó là điều có thể nha. Ôi, ông theo nạt không ăn bùa kia, rồi pha này lên bảng này. Sau đó mình nhường bùa cho đó là theo nạt tém mình, nhưng mà chỉ một đám nữa, nhưng mà cuối cùng thì theo nạt cũng quay lại đó là ăn con bùa. Xong rồi, tém mình giao tránh và thua cuộc rồi anh em ạ, lên bảng điểm số 2 người rồi. Và này mình sẽ lại hỗ trợ tém nhá. Chơi luôn, bắn luôn, uầy, vài ố này, uầy, bắn chiêu cuối anh em thấy chưa? Một chiếu lấy hai mạng luôn, tiếp theo thì fan đi tém đi không có cửa chạy về rồi. Lượt lên nữa thì cùng lên bảng điểm số luôn. Cái kết thì có cái triple kill dành cho mình. Đám quá là khủng nhá, đám chiêu của anh em thì có thể thấy thì mình quăng ra phạt vai ô tém đích lên bảng điểm số ngay lập tức luôn. Bo, uầy. Mình bắn bo hai phạt bo lui về luôn. Nói chung lên đám phép này thì có ưu điểm đó là lượng đám to nhá, nhược điểm thì chắc chắn là lượng máu của anh em cực kỳ là yếu rồi. Nên là anh em phải đánh cẩn thận. Chỉ cần đối phương bắt được một phát là thôi xong luôn ấy, hoặc là Fenix nó đẹp điền vào trúng binh phát là cùng xong luôn.
Ok, tém binh thì anh ta thân để làm binh cùng xảy lại, anh ta thân cùng tém luôn nhá. Bo này. Uầy. Anh em sấy thấy bo bốc hơi có nhanh không? Vậy là quá nhanh luôn rồi, pha này bắt luôn gơ rắc. Choáng trúng rồi này, mình sẽ trả thù nhá. Rồi pha này gơ rắc chạy đâu con sấu này thì vài ố này. Này thì éo sú này, này thì vài ố này, bắn cả thế giới luôn anh em ạ. Éo sú chỉ bắn hai phát thôi, ngùm luôn. Đám này thì bản tém đi không chịu nổi đâu. Hơn nữa thiên binh sánh sáo nữa nha anh em. Trong trường hợp là phải sánh mới bắn được, chứ tém đích mà gấp đôi lượng vàng tém binh thì chắc chắn là không bắn được rồi. Và trận đấu thì chắc chắn thì sẽ kết thúc ở đây anh em ạ. Bò tô rô rồi này, pha này dùng chiêu cuối phạt. Bò tô rô chiêu cuối chứ kịp tiếp đất luôn. Ok, pha này lên win luôn nha anh em. Không giấy dứa nữa, tém địch về lệ thì cũng khá là khỏe và khó chịu ấy. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này của mình nhé. Nếu thấy hay thì đừng quên cho mình để là một like, một đăng ký kênh, cũng như là một bình luận phía bên dưới đóng góp ý kiến. Ok, bye bye anh em.